Thưa quý vị, y học đã nhiều lần cảnh báo trong trứng, gan và mật của con cóc chứa nhiều chất độc cực mạnh, có thể gây chết người chỉ với một liều lượng rất nhỏ. Thế nhưng một số người dân vẫn không biết điều này, hậu quả là phải vào viện cấp cứu. Mới đây, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long đã tiếp nhận một ca bệnh được chuyển lên từ tỉnh Sóc Trăng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, rối loạn nhịp tim. Qua lời kể của người nhà, bệnh nhân đã lấy hai bộ trứng cóc nấu cháo ăn. Tại bệnh viện, bệnh nhân trải qua nhiều giờ rửa dạ dày, cân bằng điện giải, kiểm soát nhịp tim cùng các loại thuốc điều trị biến chứng tim, gan, thận. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.